Xin kính chào các bạn. Mình đang có mặt tại Thánh đường Giáo họ Cam Lai thuộc về xứ Lương Điền, hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Mình sẽ quay cảnh nhà thờ Giáo họ Cam Lai, mời các bạn đón xem. Thưa các bạn, bây giờ là cửa đóng. Mời các bạn cùng đi chung quanh ngôi thánh đường tham quan. Chúng ta cùng tiến lên cuối nhà thờ để tham quan xem là nhà thờ xây dựng năm bao nhiêu. Mình có nhìn thấy hai bia đá hai bên ở cuối nhà thờ. Chúng ta cũng tiến lên để tham quan. Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời, con mãi ngợi ca danh Ngài. Giáo họ Cam Lai tri ân cha xứ Vinh Sơn Vũ Văn Hướng, gia đình ông bà Doan Badita Vũ Văn Chới, giáo phận Sài Gòn, giáo họ Cam Lai, gia đình ông bà Doan Badita Vũ Văn Luyện, giáo phận Sài Gòn, giáo họ Cam Lai, gia đình ông bà Doan Badita Nguyễn Văn Đàn, giáo phận Sài Gòn, giáo họ Cam Lai. Và bên đây cũng có một tấm bia đá khắc ghi ơn Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời, con mãi ngợi ca danh Ngài. Giáo họ Cam Lai tri ân cha cố Doan Vita Phạm Ngọc Châu, gia đình ông bà Trần Thanh Tâm, giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Đông A, gia đình ông bà Doan Vita Vũ Văn Toản, gia đình ông bà Vũ Đình Tôn, Việt Kiều Mỹ, giáo họ Cam Lai, gia đình ông bà Doan Vita Vũ Công Trừng, giáo họ Cam Lai. Đây là những người ân thân nhân, những người có công với giáo họ được ghi vào bia đá. Thưa các bạn, giáo họ đây là bám sát với con đường liên xã. Cuối nhà thờ là bám sát với con đường. Và hai bên nhà thờ có hai đài. Đài Đức Mẹ Lava. Bên cạnh đây có núi đá. Và bên kia có đài Thánh Giuse. Chúng ta cùng tiến lên thăm đài Thánh Giuse.
đến cùng Thánh Giuse. Đây có một ao hồ bên cạnh trông rất mát mẻ. Ngôi nhà chung các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiến bước đi xung quanh nhà thờ rồi tiến vào nhà thờ đang giờ kinh 3 giờ lòng Chúa thương xót. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.